Chào bà Di dạ. Hồi nãy á, con với anh Bi với mẹ Ngọc á. Tại vì đây. Đúng rồi. Đấy, cái tại vì bà nội xuất hiện rồi nên là giờ con qua nhà bé My thì bà nội sẽ bà nội qua ở nhà bé My để mốt đi khám rồi về lại Bến Tre. Nên giờ con qua bà nội là wow. Chơi với em. Hồi nãy Khải xuống đón vui gì? Đâu bà nội đâu? Khải. Bà nội đâu? Khải. Dạ bà nội. Thưa bà nội chưa? Dạ Khải có người chơi chung. Chào rồi. Bà nội. My đâu rồi ta? My đi học xong ba búa rồi con. Bà nội chào bà con cô bác nè. Ủa My đi học dạ, hả? Ủa vô hỏi bà nội thăm sức khỏe bà nội chưa mà chơi vậy? Cưng vợt. Hả? Bà nội khỏe chưa? Hết đau chân chưa bà nội? Sao thấy chân nội đỏ vừa? Sao rồi chân nội sao rồi? Wow Khải có chị rồi. Ông ơi chị chú ơi. Sao con? Khải có người chơi chung rồi đó là Bắp. Đâu? Bắp là chị của Khải. Đây. Có gì? Ẩm nó lên này. Đi xuống chơi lên nóng quá. Quên hoài. Quên hoài. Xuống rước anh chị lên thôi hả? Dạ, lên. Dạ đây là em Khải. Ngại nó đi mấy bận lận đi chơi á. Đạp chân hình. Ủa, đó, lên hỏi thăm bà nội rồi. Lên hỏi thăm bà nội này rồi chơi. Sửa lên hỏi thăm bà nội. Nội. Anh Min. Nội được về vui không? Vui. Lên đây ngồi nè, lên đây ngồi. Lý chưa? Lên đây ngồi nè, mình thấy mặt bà ơi. Ăn cơm chưa? Rồi. Nội được Khải chơi chung không? Bữa đưa tôi bữa nào Khải là cứ ngủ dậy là kiếm tiếng bà nội. Thì hả? Dạ. Khải ngủ dậy Khải khóc sao Khải. Ông thấy bà nội hả? Khải thương bà nội. Sửa thương bà nội không? Sửa có thương bà nội không? Ông bà chị chú ơi, vậy là Khải có chị Bắp chơi rồi cười. Vậy con khỏi chơi Khải vui ghê. Nhớ khỏi chơi cho anh Min coi ơi. Ủa, Út đâu? Út đâu? Trời ơi, đứng lên đi Khải. Đây rồi. Em tôi hẳn cho Khải đứng lên thử im từ. Khải ờ, đi. Út nè. Út đâu? Để con giờ. Lên nha. Út giờ bữa giờ là Út đi nuôi bà nội. Rồi bà nội ghé chú Tư ở lại bà cô bác ở lại để cho tiện đi tái khám á. Út ở lại để Út chăm luôn. Wow. Đứng dậy đi. Vũ nó đi rồi. Kìa. Rồi con đi lại Bắc Hai coi. Khải nhé. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Chúng mình cái mặt anh Min này. Ủa đâu ngón chân này mất gì không thổi ngón chân này. Lỡ ai bị em Min che. Vậy nó hôn lại con đó đi. Khang. Ê. Khải đi coi. Khải biết đi hả? Quay coi em đi đây. Coi em đi coi. Khải biểu diễn ơi. Khải biểu diễn. Khải biểu diễn tiếp một văn nghệ. Đi. Ơi, mấy ngày nào mới đẻ giờ đi rồi. Yeah. Qua đây ngồi nè. Chuẩn bị nói chuyện à. Nói hả? Chào mời cô chú ơi. Chào Giả ơi. Chào Giả. Chào Giả hả? Sửa em U đầu. Khải, chào Giả coi. Chào Giả con. Khải ơi. Con từ con em. Bà sửa bà. Rồi bà ổng sửa bồng lên coi còn hơi coi. Đó. Trời ơi, rồi sửa. Sửa bồng em lên đây sửa. Sửa bồng em lên đây sửa. Bụng bự quá. Bồng lên luôn sửa. Bụng miếng dễ thương quá ta. Yeah. Sửa coi em thử cho bà coi. Chào. Sửa bồng em cho gọn lắm. Thấy. Bụng lên.
bận là không có gì mẹ mà 5 tuổi năm dài không chịu nào em bầm nữa con em không chịu bầm nữa em nảy thôi coi chừng chúng em ơi. Trời ơi trời ơi trời trời anh muốn hơi vậy hả? Làm ơi, làm ơi. Thôi tha tha kìa. Cho em thử lên. Để em bò lên, em đi lên cho con. Thôi kia nó đi lên cỡ thôi. Đi bò nguy hiểm. Chú Tư đâu vậy? Chú Tư đi rước hả? Đúng rồi. Cái đó đem được có cái xe. Ra ngoài trước chơi đi, thấy hạt quá à, chặt quá à, ra trước chơi. Mở cửa đây coi. Nè, kè bà nội ra kìa. Kè bà nội ra kìa. Sửa về bà nội ra con. Về bà nội ra chơi. Ủa mẹ luôn rồi. Ghê vậy. Sữa có đem sữa chua cho em nè. Trời ơi, thấy hồn luôn. Sữa lấy sữa chua cho bà nội kìa sữa. Sữa. Một lá chiếc cải. Một lá chiếc cải. Sữa ơi, lấy sữa chua cho bà nội kìa. Bà nội này nhắc đi được rồi, đợi mừng quá rồi. Thật lớn. Lớn khóc quá trời khóc. Lấy cho bà nội một hộp con. Một bịch con. Ồ, coi gì chứ đổ quét. Tiên rồi. Không, dễ nội dễ ăn. Thím Tư ơi, để tôi làm một chút đi. Dạ. Đem cho bà nội một bịch con. Đem ra nội bịch nè. Tiền đá hết rồi. Vậy mềm mềm nội dễ ăn. Có mà. Hôm nay nhiều lắm dễ thương. Bỏ đi em tự đi. Bỏ ra em tự đi. Bỏ ra em tự đi. Nó lại bà nội kìa. Vô sữa. Ôi bà sữa. Bà sữa. Wow. Dê nội. Được nói thương kìa. Chị thử không thôi em nữa hả? Ngồi. Hùng nó đè hùng nó đi. Hùng cái mặt nó đi. Kêu nó khoanh tay, khoanh bắt nó khoanh tay chậm bà chú ơi. Khoanh tay. Gãi nó thằng. Dạ. Ok. Còn sống hồn luôn. Mau khóa cửa lại. Ôi cái tích em chung lên. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Quá là dễ thương luôn. Bữa về gặp chị Bắp hả? Gặp chị Bắp chưa? Gặp rồi. Này chắc cụ khá không. Rồi hai ông bà quýnh tôi nha. Mốt tôi lớn rồi. Hai ông bà no với tôi nè. Có clip làm bằng chứng nè. Rồi phù mỏ rồi. Lỗi. Lỗi u đầu rồi hả? Kỳ quê không tư gần gì. Gãy răng hả? Có tiền gãy răng đó là tiêu quá. Không có, đừng có đụng. Không gãy đâu. Đụng đầu em kìa. Đụng cái đầu em kìa. Không có. Đụng móp đầu em luôn kìa. Đi đi nữa, lên đây thải lên đi. Lên đây đi xem. Ở đây chơi đi con, ở đây chơi đi. Chạy dữ lắm. Chạy theo không lợi rồi. Chưa biết đi là chạy rồi. Chưa nữa chúng mặc cái bùm nè. Chưa đó mặc lách lách. Cho Khải về cho sữa giữ được không? Sữa giữ hè đi. Trời ơi, trời. Ai không thích? Lắm là trời ơi, trời ơi, lắm ổn lắm. Ông bị ghi chú nha nè, nhìn nè. Giữ em cho, hồi nhỏ con đã giữ gốc tiêu rồi sữa. Nhỏ cũng cho gốc tiêu mặt đầm của con. Ừ. Giờ con lấy đầm của My con cho Khải nó mặc thử coi. Bé hai kỳ quá nha. Mai mốt lớn kéo bắt cậu hai xuống đó. Mai mốt kéo lớn kéo làm cậu.
đang sửa. Sửa đàn ghi ta sửa. Có đàn piano sửa. Cha, để cha đi mua cái đàn cho con nữa mà cha chưa đi mua nữa. Anh hai đánh này. Hai đừng đánh vậy, con. Con sửa đàn khác luôn. Sửa đàn này nè mày. Con nhắm mắt nha. Đàn bà gì rồi, nhắm mắt cái đàn bà gì. Từ từ. Từ nha. Nào nội coi sửa đàn nè. Từ. Đánh bài gì mẹ? Hai. Đồ mi à? Liên ngón hả? Liên ngón chưa có tên bài. Vậy chưa tên bài, đánh bài gì? Chưa có tên bài. Này bài này lớn không con đánh được. Bài này lớn không quá là dễ luôn. Dễ lắm, không có sao đâu. Đơn to trai. Biết không mà vậy? Thử coi. Nhìn nó coi. Nhìn nó đánh thử coi. Nói nói coi sửa thì thể hiện nha nội. Bolero. Chú Tư nó biết đàn hay ha. Chú Tư nó mài mắm đàn. Có bài. Biết không vậy bà? Biết đọc không? Ê, cái hàng này ăn đọc rồi nè. Rồi đánh đây. Đánh rồi ra nó không? Như con chưa đọc bài này. Thì thử coi. Thử nha, cái rồi, này thử. Chưa, con chưa đàn. Con biết cái gì con đàn đó. Bỏ mắt nha. Đi vậy trời. Trời không thấy nó này nó gì luôn á trời. Quá mờ rồi. Thôi con ơi, nó là nhạc gì lớn mà mời dài con chưa có biết đâu. Con biết nè. Thử đánh ra nó không? Đánh bà một bà nè thử nha. Con ôm lại mấy bà mà cô giáo con dạy thôi. Ừ, phải cãi đâm chân con. Nó lụi xè dữ lắm. Nó ra rồi nó không có. Rồi xong. Vậy thử đánh đánh mẹ mày. Rồi đánh ai, đánh ai. Đánh được rồi cho mua cái đàn cho. Không cái nó này nó gì vậy? Thôi không nha nó thì không biết nha. Bó tay rồi nha. Khang từ. Nhìn nó. Son. Rồi nhớ rồi son. La si son do mi son. Si la son si son do mi. Mi re fa. Son la si do. Rồi đánh đây. Trời ơi nãy giờ hai người chơi vui với ha nãy giờ. Mặt cười kìa. Cười quá trời luôn. Đâu mặt cười đâu. Hả thằng Khải. Cô Khải. Bắn nó đi. Wow vui quá nhìn lên. Cái mấy đứa nhỏ nó thuận lắm mà cô bác. Dạ. Wow. Chơi nhau thân thích lắm. Vắng nhau quá nó nhớ. Nó đòi đi thăm nhau. Đó. Người lớn mình thuận là mấy đứa nhỏ thuận à. Người lớn thuận mấy đứa nhỏ thuận thì cha mẹ sẽ vui. Vui quá. Cô thích đây. Thích không? Yeah. Ơi, sao đóng cửa lại bà? Cô bác. Thôi đi ra nội chơi đi. Đi tới. Con đang chỉnh nhà lại. Thôi con buồn ngủ quá. Ngủ nha. Thôi đi ra. Không thấy bé sữa đâu rồi. Sữa ơi. Con ăn. Đi nha. Đi theo con. Mà bé sữa bự.
Cái sữa là bự hơn giờ mấy em nhỏ nhỏ. Khoan đã. Cỡ sữa hồi như là hồi như là bé Khải là sữa là chào giả không mà chú anh chị. Quá giỏi rồi. Ông mày cho chú một like cho em Khải nha. Nào à, hỏi bà nội chừng nào hết bệnh nè để về quê nè. Bà nội khi nào hết bệnh? Bà nội hết bệnh con nghỉ hè ở với nội chơi. Vài bữa nữa bà nội về. Con nội tóc bạc hết rồi. Mấy đứa con gì đi chơi. Bưng. Không chịu để em chạy. Nội hết bệnh rồi Út về dưới rồi tụi con thả tụi con về dưới ha. Dạ. Con thích đàn không anh hai? Thích không chưa? Để cho mua đàn về cho tụi con học. Sorry. Vô nhà Khải ơi, đến nhà ơi. Ủa, đi đâu nữa hả? Đi siêu thị hả? Rồi thôi bây giờ để cha đi mua nước đi về hả? Cả nhà mình uống ha. Cho đi chi, cho bữa gì? Rồi thôi chào tạm biệt bà cô chú đi con. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video. Nếu như thấy em bé này dễ thương thì cho một like nha. Cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. À, cảm ơn ạ. Bye bye. Bye bye. Trời, bà Hùng.